Quý vị thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn Đông Yên, xã Di Trinh, huyện Di Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngày hôm nay thì Phi lại tiếp tục chia sẻ đến một cái hoàn cảnh của cô. Thì Phi cũng nhận được cái thông tin của khán giả chia sẻ là cô thì bị bệnh như thế nào đó mà nằm một chỗ không thể đi đứng lại, không thể đi đứng được. Bây giờ là không có chồng con gì hết. Một mình neo đơn như thế này đó quý vị, nằm một chỗ, ăn uống thì hình như là có anh em bà con gì đó quanh quanh đây, là họ đến đây để họ nấu ăn, họ chăm sóc giúp cho cô. Hiện tại thì cũng biết được là cô cũng không có cái kinh phí để tiếp tục chữa bệnh nữa, thì Phi cũng biết được hoàn cảnh của cô và đến đây tìm hiểu như thế nào. Rồi, con chào cô nha. Cô có thể chia sẻ một chút về bản thân cô, tên tuổi như thế nào được không? Tôi là Đoàn Thị Bản. Cô Đoàn Thị Bản. Cô Đoàn Thị Bản hả? Thông Đông Yên, xã Di Trinh. Là cô năm nay cô nhiêu tuổi rồi cô Bản? 1963. Cô 1963 là như là chắc cũng 60-61 ha? 61 hả? Rồi hiện tại là cô bệnh như thế nào và gia đình chồng con cô ra sao? Rồi, chồng con không có, nhưng mà tôi bệnh đĩa đệm cách đây 2 năm rồi mà tôi không có điều kiện. Mà tôi đi chữa các nơi rồi không bớt, giờ tôi về lại quê. Tôi ra tôi mổ, giờ tôi lại bị cái thang dây thần kinh sao mà giờ tôi đi đứng không được đây. Rồi bây giờ là cô Bản là bị cái bệnh là thoái hóa cột sống đúng không? Thấy hoa cuộc sống mà cô đã mổ nhưng mà bây giờ liệt luôn hả cô? Liệt luôn, giờ đi đứng không được, cái chân nó teo luôn. Cô mổ đã bao lâu rồi đấy? Mới được 2 tháng rưỡi rồi đấy. 2 tháng rưỡi hả? Cô mổ là xong mới là liệt luôn hả cô? Đi đứng không được, quý vị thấy chân nó teo cơ, ui hết hả? Đau lắm hả cô? Ra cái đầu gối, sưng cái đầu gối luôn. Cái phần dưới này thì nó teo nhỏ, còn trên này nó rất là to luôn ha. Dạ, hai bên luôn quý vị. Hai bên luôn. Rồi thì hiện tại là cô chồng con như thế nào, cô chia sẻ với con một chút được không? Tôi không có chồng, tôi tự túc được thằng con. Rồi giờ nó không bỏ tôi, từ đó giờ nó cũng không về nữa. Không biết lưu lạc ở đâu. Có nghĩa là cô tự túc được một người con con trai. Đó, cái hình của nó đó. Người con trai là... Ảnh là ảnh bỏ cô đi biệt tích luôn hả? Biệt tích, không bao, tâm không ai bây giờ. Bao lâu rồi cô? Cũng lâu rồi chứ. Năm nay gần 20 năm đây rồi. Gần 20 năm là biệt tích luôn hả? Không về, không giống như vậy. Không có tin tức gì luôn. Là bây giờ không biết là sống chắc như thế nào nữa nè. Không biết ở đâu luôn. Trời. Ông giờ tôi cũng cho tôi cái miếng đất này. Rồi tôi về tôi làm nhà cho vợ chồng nó ở. Cuối cùng nó bỏ nó đi luôn. Tới giờ luôn tôi làm cái nhà này là năm 2006 đây. Rồi nó bỏ tôi nó đi luôn tới giờ. Có nghĩa là cái nhà này là hồi trước là cô làm cho con trai cô. Con trai luôn. Nhưng mà bây giờ ảnh cũng bỏ đi biệt tích luôn. Rồi bây giờ cái nhà này là cô ở đây là cũng hồi trước giờ luôn hả? Nó ở hồi trước giờ, có đồ bán cho con em đây rồi nó cho ở lại giữ nhà cho nó đi. Ủa, bán cái nhà này rồi? Bán cái nhà này là nhà này nhà thuê cho tôi mướn là 1 tháng 500 đây. Có nghĩa là chắc là cô chữa trị hay sao? Bán chữa trị đó. Cô bán nhà này bao nhiêu tiền? Hồi nó bán cũng rẻ, có vài trăm mà. Cô bán là cô chữa bệnh đó. Dạ, chữa bệnh. Nhưng mà bây giờ là phải thuê lại 500 ngàn một tháng. Là chắc là bệnh của cô hồi xưa chữa là chắc cũng chữa tùm lum hồi xưa giờ. Chữa tùm lum mà không trúng thuốc, trúng men vậy. Càng ngày càng nặng thêm. Rồi đau nhất, chịu không nổi là phải đi mổ. Đau nhất lắm. Đây quý vị, cái vết mổ xương sống, cột sống của cô này rất là dài luôn. Từ đây xuống đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đinh đó. Hình như cũng mười mấy vết khâu luôn. Rồi thôi được rồi cô. Bây giờ là cô nằm một chỗ như thế này rồi. Cô nghe nói là ai quanh quanh đây là cơm nước cho cô đây? Cơm nước đó có con em ở trường bên đó, con của bà, thằng em con bà cô ruột. Rồi nó cũng qua, nó nấu cơm, nấu đồ vậy, nó cho ăn vậy. Thằng em con của cô ruột hả? Là gần gần đây là qua đó, là... Đó, có thằng... Là qua là nấu cơm nước cho cô. Rồi cô nằm như vậy rồi vệ sinh như thế nào? Vệ sinh thì ráng ra đi tới đó. Tới đó vệ sinh nó có cái toilet sáng bên đó. Đây quý vị. Thằng em nó xây cái toilet cho tôi đó, sáng bên. Cái giường đây rồi sát bên là cô... cô bò qua hả? Bò qua. Cô đi được không?
Không. Không đi được, nhưng mà phải bò. Bò qua cái rồi trường lên. Trường qua hả? Chắc bên này là ví dụ cô mất tiểu là cô bò qua đây. Bò qua đi tiểu. Khổ ghê hả? Sát bên đây. Bây giờ là không thể mà đi được luôn đó hả? Là chủ yếu mình bò dưới đất bò, thôi đó. Bò lên. Trời ơi. Có người con trai nhưng mà anh ấy cũng biệt tích 20 năm qua. Bây giờ không có ai lo cho cô được hết. Giờ nhờ anh em bà con. Bây giờ mà tôi có tiền, tại vì tôi chữa bệnh hết rồi, cũng cạn tiền hết rồi. Nếu mà tôi có khoản tiền nào thì tôi kiếm người giúp việc cho tôi. Ở với tôi cũng được. Mà giờ không có tiền mướn mà. Giờ không có tiền mướn không có tiền. Bây giờ mà mướn người thì cũng tiền chịu chi nổi đúng không? Bởi vậy. Một tháng trả 5 mấy triệu á. Tháng 5 triệu. Tháng 5 triệu mà giờ cô nằm thế này rồi tiền ở đâu mà. Bởi vậy rồi không có khoản nào để trả cho họ. Cho nên tôi cũng ráng tôi chịu tôi mấy đâu. Như vậy là cô đau cái bệnh này là cũng lâu rồi, chạy chữa khắp nơi rồi. Chắc hết rồi. Là chịu hết nổi là đi mổ. Nhưng mà giờ mổ về nó không đau nữa cậu à. Nó không còn đau nữa. Mổ là nó không có đau nữa. Không đau. Nhưng mà đi không được thôi. Đi không được. Khả năng là mổ là bị trúng cái dây thần kinh đúng không vậy? Nên nó liệt luôn hai chân. Bây giờ hai chân teo luôn ha. Teo luôn rồi nè. Cô có còn cảm giác không? Cũng còn chứ, cũng còn cảm giác. Cũng còn hy vọng đó. Tại vì nhéo đau. Nhéo tôi biết đau. Co duỗi có được không? Có, từ từ tôi có. Từ từ tôi có lần vậy đó. Từ từ thì được hả? Đó, từ từ. Còn chỗ này? Có, cũng như vậy đó. Đó, từ từ tôi có lần. Từ từ duỗi ra được, co lại được. Nhưng mà không có làm chủ được, nó để cái nó quẹo bên này, nó quẹo bên kia vậy. Thở xuống rồi nó không có làm chủ được. Từ từ tôi có lần. Có lần lần luôn. Nhưng mà còn tôi cũng còn hy vọng chứ, mình phải có cái hy vọng của mình. Yeah. Tại vì nó cũng còn cảm giác đó. Yeah. Nó biết nhéo, nó biết đau. Yeah. Hay là đụng cái gì nó biết đau. Có tập không? Có chứ, con lại đó, con bác sĩ này là nó tập á. Nó tập. Như vậy là cũng có tập vật lý trị liệu. Đó, cũng có tập. Nhưng chiều mà tập được bao lâu rồi? Được bữa nay 10 ngày rồi. Tập 10 ngày rồi. Nó lên, nó giúp cái chân rồi nó bợ ngầu lên rồi nó chạy điện, nó châm điện vô, chạy điện. Thấy có ổn hơn không? Thấy cũng đỡ, nó cũng im, thấy con nó cũng nhiệt tình lắm. Nó vừa làm mình, nó vừa giúp mình, nó vừa thương mình, nó không nói kia. Dạ. Con nghĩ thì bây giờ ví dụ như cô có điều kiện cô tập vật lý trị liệu ở bệnh viện á. Bệnh viện chỉnh hình á, ngồi đó người ta có những cái máy móc rồi họ hỗ trợ tập vào cho mình á là nó sẽ nhanh hồi phục hơn. Nhưng mà phải có điều kiện ra đó. Bởi vậy có điều kiện, không có điều kiện làm gì mới có điều kiện. Thôi giờ cậu lên cậu thăm đó là chị cũng cảm ơn cậu rồi. Nhưng mà thôi được rồi, để rồi từ từ đó rồi. Con bé nó lên tập cái vuốt chân với lại nó chạy điện cho mình. Yeah. Để mình coi thời gian thử như thế nào. Rồi tôi xin số điện thoại cậu, nếu mà tôi có cái gì mà nó khả quan rồi có gì tôi điện cho cậu, với cậu mừng giùm tôi chút chứ còn ngoài đó tôi không biết nói sao. Cũng mong là cô có thêm nghị lực để cô đấy, đi cô, đứng cô được tập để phục hồi, cô đi đứng chứ còn cô nằm chỗ như thế này cũng tội quá. Hồi trước cô làm công việc gì không? Tôi giỏi lắm, tôi nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, tôi làm gì tôi làm được hết trơn, chịu khó lắm. Giờ tôi trông ở đôi chân tôi nó khỏe, tôi chỉ nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo tôi sống thôi. Tôi tự nhiên tiền ở trong bàn tay mình, cái đôi chân mình nó khỏe khoắn rồi tôi làm. Là cô bán cái nhà này rồi chạy chữa rồi còn tiền không? Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Mấy năm này mới lại vô cho cái con dâu nó. Nó thì cái cảnh đó, cậu cũng biết rồi, miền Tây nó nhà lá nhà đồ vậy, đi cầu khỉ con bé nó gãy tay, nó xỉa gãy tay. Cái năm đó có tôi vô, tôi cũng còn đi được lết, đi vô tợ cho nó sửa lại cái nhà cửa tôn túng rồi làm cái bàn cầu được cho cháu mình nó đi. Dù gì nó cũng máu mũ của con mình bỏ, còn mình cũng còn ở chút đó. Chứ là bỏ vợ con đi luôn, nó bỏ vợ con. Con bé này năm nó 15 tuổi rồi, 15 năm nữa rồi. Rồi bây giờ cô còn anh em ruột thịt gì không? Còn đó mấy đứa ở trong đó mà nãy giờ nó khó khăn đó. Có thằng thứ sáu tạo ổng đem vô nuôi bà già, nó cũng mướn nhà thuê nhà mướn nó nuôi bà trong đó. Giờ gỡ gắm mẹ vô trong đó, giờ mẹ ở đây, bà đi mà bà khóc. Bà nói sao không để bà nào lo, mà tôi hỏi cho tám mấy tuổi rồi, bà yếu xìu sao bà lo cho tôi được. Cho nên đưa bà đi vô nó rồi, tôi đi bà cũng khóc lắm.
Hồi nào giờ mẹ ở với đó tôi. Mẹ của cô tám mấy tuổi là hồi nào là ở đây? Ở đây, hai mẹ con sống đây luôn. Dạ, nhưng mà cô bệnh như thế này rồi đưa vô rồi. Cậu em trai đưa vô ở trong đó. Đưa vô. Dạ. Nhưng mà mẹ đi mẹ khóc quá trời. À, đi khóc quá trời. Yeah. Bà nói tôi đuổi bà không cho ở. Bà nói giờ mẹ đi thì khi nào mà con khỏe ở đâu chân con khỏe rồi con điện cho em nó dẫn mẹ về để ở. Mẹ của cô là còn minh mẫn không? Bà cũng lẳng lẳng vậy đó. Cũng lẳng lẳng. Bà Lê Thị Lưỡng năm nay 85 tuổi rồi. Nói chung gia đình tôi khó khăn lắm cho nên họ cho mẹ tôi có được hộ nghèo đó. Quà cáp rồi họ cũng ưu tiên họ cho, họ giúp đỡ. Như vậy thì bây giờ đơn chiếc hết rồi. Bây giờ cô thuê căn nhà này tháng 500 ngàn. Rồi cái tiền cô có tiền để cô trả tiền không? Rồi mấy tháng này rồi nó thấy không có tiền rồi nó cũng lùm thinh luôn. Giờ nó cứ nói tôi, nó nói con đến dạy giáo viên, nó nói em cũng trông cho chị khỏe mạnh, chân cẳng chị khỏe mạnh, chị đi được rồi là em mừng thôi. Còn cái chuyện đó em không quan tâm. Không quan tâm cái chuyện đó. Bây giờ chính mình lại đi thuê lại cái căn nhà của mình ngày xưa để ở. Nhà của mình bây giờ mình thuê lại, thấy đau khổ không? Nhà của mình thuê lại. Người ta cái giường thì sát đây, sát bên có cái bồn cầu á. Mỗi khi mà cô mất tiểu thì chỉ nói là cô phải bò qua đó. Nếu có bờ tường này nè, đó nếu có bờ tường này kiếm rồi. Bây giờ cô có còn uống thuốc gì không? Cũng còn thuốc đây, cũng toàn thuốc ở bệnh viện người ta đưa về uống chừng chừng đây. Thuốc này đây hả? Thuốc này. Thuốc đó là về sỏi thận đó, sỏi thận đó là kim đường thận. Vừa rồi ra khám nó có sỏi thận mà mới có 4mm thôi. Sỏi thận. Có bác sĩ biểu cho đem vũ kim đường thảo này đi cho nó tiêu có hột sọ nó mòn, có hột sọ nó mới 4mm thôi. Nhưng mà cái cột sống của cô còn uống thuốc không? Cũng còn đây hai lọ này thuốc này là uống cột sống đi. Cho nó giữ mà không nghe đau nữa. Từ ngày mổ giờ không nghe đau nè. Không nghe đau nữa. Không có lúc nghe trước đau là đau nhất dữ lắm. Thuộc rồi trước là tôi lăn ở dưới đó, tôi đi nổi tôi khóc, tôi la đêm nào tôi mang. Cái rồi thôi, giờ từ ngày mổ giờ là nó đúng rồi, nó không đau nữa. Nhưng mà nó yếu hai cái chân thôi. Khả năng là bị trúng cái dây thần kinh đó. Trúng cái dây thần kinh là nó làm cho hai cái chân của cô bị yếu. Giờ lại cũng chạy điện chạy đồ nó giúp giùm nó chạy điện. Nhiều người họ mổ cột sống như thế này á, người ta mổ rồi trúng cái dây thần kinh người ta liệt nằm luôn á. Nhưng mà tôi là chắc hình như tôi bị khả quan là nó nặng, cái vết mổ nặng quá cho nên là cái đường máu lưu thông nó hơi chậm thôi, chứ tôi thấy hai lúc cái chân. Lúc mà cô mổ nó, cô có ký giấy sinh tử không? Cũng có cái giấy chứ, cũng có cái giấy rồi. Cái giấy là chắc là chịu đúng không? Rồi giờ cái chân tôi dơ lên được rồi. Cái hầu nó lẫn sụi luôn. Cái rồi con nó lên tập tôi mấy ngày rồi, nên tôi dơ lên được rồi. Tôi dơ lên được rồi. Từ từ mình vật lý trị liệu rồi chắc. Cái rồi nó biểu tôi khi nào mà cô ngầu dậy là cô bỏ hai cái chân xuống. Cô phải chống hai cái tay nữa cô ngầu lên. Để tôi làm mấy lần được rồi. Bây giờ cô ngồi lên được không? Để tôi ngồi lên với cậu đó. Để tôi có mệt không? Không. Tôi ráng tôi ngồi, tôi bỏ hai cái chân đó. Ráng ngồi lên là được hả? Đó, tôi bỏ hai cái chân xuống. Tôi ngồi lên chứ. Mình cũng phải ráng chứ. Thôi được rồi, thôi cô cứ nằm đó, cô mệt. Đó, tôi ngồi lên vậy. Tôi ngồi lên được rồi đó. Ngồi như vậy rồi nó có đau cái xương sống không? Không. Không hả? Ngồi lên vậy đó, không đau nữa. Nó thấy tập mấy 10 ngày này, nó thấy tôi vậy cái này, nó cũng mừng. Đúng rồi, cô phải ngồi chứ đừng có nằm miết. Ví dụ cô ngồi được thì cô tập, cô ngồi. Cô nằm miết như vậy nó cũng mệt và nó... Tôi ngồi một chút mà nó mỏi cái tôi nằm xuống. Cái tôi bỏ cái chân đó tôi ngồi lên. Tôi ngồi tôi ngó ra vậy đó. Bây giờ cô duỗi cái chân ra được không? Đá cái chân lên được không? Đó, hình như tới đó nè. Rồi còn cái chân kia. Cái chân này. Đá luôn hai chân một lần được không? Cũng khó thì. Ráng được tới đó thôi đó. Quý vị thấy không? Hai cái chân của cô này, dưới này, hai cái ống chân dưới này nó teo. Còn trái này nó vẫn còn bình thường, đúng không? Dưới này nó teo thôi. Nhéo thì biết đau. Khả năng là do mình không có
đi đứng được, hoạt động được là nó teo, là lâu ngày nó teo á. Lại nó để rồi nó lên thời gian rồi nó tập cái khuôn để mình đứng ở trong cái lòng khuôn đó, rồi bắt đầu cái ví dụ có hai cái cây, hai cây sắt, hai bạn nha con, cô núm hai cây sắt nó cô đi, cô tập cái đi rồi nó đẩy đi, nó tập nó đẩy đi. Không, cái này mà ví dụ cô ra ngồi bệnh viện chỉnh hình ngồi Đà Nẵng đó, rồi cô tập là sẽ ok hơn, tại vì không, ngồi có đó điều kiện đó, cậu. Ngồi đó nó có nhiều cái vật dụng để mình tập, bắt đầu bác sĩ họ tập cho mình đó. Con bé nó đem điện lên nó chăm, rồi nó đem khung lên để nó tập, nó để con ráng con tập cho cô thời gian, thấy cô khó khăn quá ráng tập. Ráng tập cho đi, giờ mình cũng cố gắng cậu ơi. Tôi ngồi như vậy là được rồi đấy. Yeah. Nhưng mà cô nằm biết là cô không tốt. Nói vậy. Cô nằm biết rồi nó máu huyết nó không lưu thông á. Ví dụ cô lâu lâu cô ngồi lên xíu rồi cô tập như thế nào đó, duỗi chân như thế đó, rồi nó sẽ nhanh phục hồi hơn. Ha. Rồi thẳng lên. Rồi tối cô nằm đây cô ngủ luôn hả? À, nằm đây ngủ quá trong toilet nữa. À, tối nằm đây ngủ luôn. Rồi tối có ai anh đây có con bé nó đi làm vậy qua ngủ đó. Qua ngủ canh hả? Bốn năm chị bên nhà này hả? 5 giờ cái nó về, nó chị về là chị em kia sao? Con của bà cô con nó của, đi dạy học. Con của cô ruột hả? Dạ. Cũng được, nó cũng ở gần để nó chạy qua. Bây giờ thì con cũng biết cái hoàn cảnh của cô bản ha. Cô bản sáu cô bản. Cô bạn 60 tuổi về, bây giờ là cô đơn thân. Cô neo đơn một mình như thế này đây. Bệnh tật không thể đi đứng được, thì hoàn cảnh bây giờ cô cũng lâm vào cái thế rất là bế tắc. Cũng không có cái điều kiện để đi khám chữa lại ha. Bây giờ tôi chết, tôi muốn chết luôn cậu ơi. Tôi muốn chết cho sống, tự sống về thì cũng như chết. Chẳng thà nhắm mắt mà nó phải hơn. Bệnh viện cứu tôi cho không thôi là tôi chết rồi đó. Khi nào là mình đi viện lại cô? Hết tuần này tuần sau, thứ ba tuần sau là tôi ra tôi khám trở lại đây. Thứ ba tuần sau? Để họ khám, nhưng mà tôi không có tiền, tôi lần miết, tôi cứ nằm miết đây. Chết thôi chứ giờ. Đi ra taxi, tắc đồ là 500 rồi, ra khám bệnh, thuốc men á. Tôi nằm ở nhà, sống. Bây giờ là tuần sau là phải ra khám lại, là bác sĩ dặn đó hả? Nhưng mà vẫn không có điều kiện để ra. Không, mỗi lần ra viện là tiền này kia taxi ra trả ra. Ăn không được, nó không có tiền mua lon sữa uống, thấy không? Không có sữa, có xiết. Không có gì bổ dưỡng hết cả. Không có bổ dưỡng rồi vậy. Tay chân nó còn ngã, rút lần hết. Dạ, nó ra nó ở, thì nó chuyển nước, chuyển đồ kinh quá. Dạ. Cô nằm đây thì cũng anh chị em thì cũng bà con thì miếng cơm miếng cháo vậy, cơm miếng cháo chứ rồi không họ cũng có công việc bổ, rồi tối bổ. Họ mới về đây họ tối chiều tụi nó làm chiều, rồi cũng không có gì để bồi dưỡng cho cô luôn, không có sữa có xiết kìa, không có gì cả. Thì mình chấp nhận vậy cho mình đơn chiếc mà, ta có vợ có chồng, ta có con có cái người ta lo, người này về lo cái gì lo, mình có mình phải ráng mình chịu thôi. Vậy rồi cô mổ là hết bao nhiêu tiền? Cũng hao hết 20 mấy triệu. 20 mấy triệu luôn hả? Tại vì nặng quá, bởi là đồ dụng cụ mà họ mổ cho mình đó. Nếu chứ thiệt ra cái bảo hiểm mình chỉ có 10 mấy triệu thôi. Còn cái tiền mà mổ bởi là truyền máu và tiếp máu cho mình đó là nó 20 mấy triệu, 24 triệu. Dạ. Yeah. Rồi có ai giúp cho cô không? Cũng có mấy đứa em đó, rồi có mấy bà chị kết nghĩa rồi mới gửi về cho người ít triệu đó. Cái vừa rồi cái tôi cũng còn cặp heo ở trong chuồng á, tôi căng hết, tôi bán hết rồi tôi mới ra tôi mổ mà. Dồn hết rồi. Cô nuôi cặp heo với nó hả? Tôi dồn hết, khi mà tôi đi mổ là tôi căng hết rồi tôi dồn tiền đã cũng được 28-29 triệu. Cái đó tôi nói bác sĩ nhân ổng nuôi cái ca mổ là 24 triệu, nhưng mà thiệt sự có 10 mấy triệu thôi, nhưng mà cái tiền mà để dụng cụ để mổ đó là tiền nó riêng. Yeah. Còn tiền máu truyền cho mình từ Đà Nẵng suốt về là một bị máu lắm là 1 triệu. Mà chuyện 3 bị nó là 3 triệu. Ủa, cô mổ ở Đà Nẵng hả? Ở Vĩnh Đức mà máu Đà Nẵng đem vô, chuyển vô cho mình. Ra mà nó lấy vô tiếp vô cho mình. Một bịch máu là bao nhiêu? 1 triệu đâu đó, 3 bị 3 triệu. Tin không? Máu vẫn tốn tiền hả? Máu tiếp cho mình tốn tiền, đó là mình mua riêng. Máu cô là nhóm máu gì? Máu O hay máu A gì đó, chẳng biết.
Như vậy là bệnh không, nhân nếu tôi yếu quá luôn. Bệnh nhân là phải trả tiền máu hả? À, trả tiền máu. Còn tiền dụng cụ mổ là mình cũng phải chịu thôi. Ủa chứ máu là mình phải mua đúng không? À, máu. Mà thôi về vậy cũng được rồi. Giờ tôi về nhà tôi nằm vậy thôi cũng. Nhờ bác sĩ rồi nó cũng vậy, cũng giúp đỡ tận tình vậy thôi. Chứ giờ mình cũng chẳng biết. Còn cái cơ thể của mình yếu hay không thì mình về mình tập luyện nữa. Mình cố gắng nữa. Chứ không phải bây giờ là mổ thì cũng đã xong, bây giờ cũng hết đau nhất rồi. Bây giờ mà nó ảnh hưởng đến hai cái chân đúng không? Thôi thì cô ráng cô tập luyện, cô đi đứng cho đôi chân của cô nó bớt bình phục lại ha. Thì hôm nay con cũng làm một chương trình để giúp cho cô một số tiền để cô có thêm cái điều kiện cô uống thuốc rồi cô bầu dưỡng. Mà tiền đó cậu giúp cho tôi. Tiền đó cậu giúp cho tôi. Cậu cũng khó khăn mà cậu giúp cho tôi. Tiền đó cậu giúp cho tôi. Tiền thì của các nhà hảo tâm gửi để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn như cô. Chứ còn tiền cậu tôi cũng không muốn lấy đâu. Cậu khó khăn mà cậu tiền đâu cậu cho chị. Tiền này là của các nhà hảo tâm gửi cho con để con giúp cho những cái hoàn cảnh mà khó khăn cũng như cô nha. Thôi cũng cảm ơn. Bây giờ cô một mình như vậy đơn thân mà bệnh như thế này cũng rất là buồn cho cô luôn. Và ví dụ như có con có cháu cái đùa là có thể là lo lắng chăm sóc cho cô ha, cũng đỡ bớt một phần, nhưng mà bây giờ một mình cô như vậy thì cũng rất là tội cho cô. Cô mẫu rồi cho cô nằm nha. Dạ, cô nằm đi. Nhiều lúc cũng rất là tủi thân đúng không cô? Buồn lắm chứ con. Giờ cũng chết luôn. Giờ có liều thuốc uống chết. Uống đi. Uống qua đi. Xong thì... Ngồi xíu là nó mỏi hả? Nó mỏi. Đinh nó đóng ở trong người mình. Đinh đóng trong người mình. Nó nẹp đinh trong xương sống nữa hả? Đinh nó đóng trong người. Hôm nay con cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp cho cô số tiền là 14 triệu. Trời sao nhiều dữ con. Trời ơi, tích nhỏ nhiều dữ. Thấy cô cũng tội quá thì cũng mong là số tiền này sẽ kịp thời để giúp cho cô có thêm cái điều kiện để cô điều trị nha. Thì 14 triệu này là gồm có của các nhà hảo tâm sao là chị Đặng Thị Nguyệt ở Nam Định là 1 triệu, chị Kim Hồng Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Tố Anh ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Mai Thái Mỹ Linh là 1 triệu, chị Chính ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Mai Võ ở Thụy Sĩ là 1 triệu, chị Thương Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, các cô chú Tiên Lành Nguồn Phước tại Sydney Úc Châu là 1 triệu, chị Nguyễn Thị Duyên là 1 triệu, cô Hoàng Mai ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Sang Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, anh Phước Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Ly Sang Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, em Hữu Trương là 500, chú Nguyễn Văn Thương là 500, và tổng số tiền là 14 triệu. Cảm ơn cậu. Đây. 4 triệu ha. Cảm ơn cậu. Đây con gửi cô bạn nha. Cho mấy người nó họ thương mình giữ hả cậu Phi? Dạ, họ thương, họ thương cô. Dạ, ai cũng thương cô ấy. Dạ, cô bệnh như thế này rồi cô đơn thân như thế này thì. Một khi nào mà cô khỏe mà cô đi đứng được cái gì đó là cô điện cho cô xin số điện thoại của con đi. Có gì cô báo cho con mừng cho cô. Thì cũng mong là cái cô dễ chị con lên con thăm cô nữa. Cô chữa trị để cô tiếp tục cô phục hồi chức năng đó. Để cô đi đứng được. Như vậy là con trai của cô là mất tích luôn 20 năm rồi. Không, nó không về luôn, không biết tâm biết khởi, giờ biết sao. Giờ chỉ biết đứa cháu nội đây nó nói khoảng 20 tuổi nữa nó về nó thăm mình, mình có chết nó vô nó thờ mình. Chứ giờ về đó thôi, nó mới có mười mấy tuổi nó đâu có biết đường con gì. Con trai cháu nội gái hả? Gái. Con trai là 20 năm qua là biệt tích luôn. Không biết sống chết như thế nào luôn đó. Không luôn đó. Không có gọi điện hỏi thăm thì, không điện không từ không gì cả. Không biết là nó làm ra tiền lắm mà nó hiền nó từ lắm chứ đâu phải cô đẻ mà con mà
bởi mình sanh con mình đâu có xin lòng. Cô Hầu nói cô đẹp gái lắm, trù hình cô mà cô đâu, họ dụ đi Mỹ, đi đồ, đi vượt biên, cô cũng không đành bỏ con, nuôi con mà giờ này, giờ tự nhiên cô nằm, cô hối tiếc cái thời mà hồi xuân trẻ của mình đó, nhiều người bước tới mà mình lại không có duyên, có nợ với người ta. Yeah. Chứ cô Hầu nói cô cũng đẹp lắm, chứ không phải cô xấu xí gì đâu. Mà sao cô đẹp gái mà sao cô lại đơn thân? Không sao đâu, có nhiều người họ tới. Duyên hình như con nói, cô nói Hồng Nhan Bạc Phận đó, nhiều người tới là không được. Sao cô không ưng? Chắc là duyên hy sinh cho con đó, mà con giờ nó bỏ mình. Cái Hầu nói cô biết rồi, cô tự túc thèm đứa hai đứa nữa. Thì giờ không nhờ được đứa này, cũng nhờ được đứa kia, cũng thấy không? Giờ tự nhiên nằm bệnh mà hối tiếc thời trẻ. Dạ, thôi cái số mệnh của mỗi người mà. Cái số của cô ráng, cô chịu thôi. Rồi cô ăn trưa rồi sao? Ăn trưa thì chút nữa thằng em nó bới qua, nó múc. Chút là em của cô là đem qua cho cô. Rồi ví dụ tiền bạc cô giữ cẩn thận, có ấy thì cô gửi bớt. Cô gửi về chiều cô đưa cho con bé này nè, con bé này nó cắt giùm cô. Ví dụ là mua thuốc, mua men về nó đi mua. Hay là đi khám bệnh ngâm đồ, nó kêu taxi tới chở cô đi. Dạ. Rồi. Chứ cô đâu có dám giữ trong người đâu cậu. Dạ, dạ. Thôi cô cố gắng nha. Thôi bây giờ cảm con cũng xin phép. Dạ. Cũng, thôi cô cứ nằm đó đi, cô cứ nằm. Cũng mong là cô có cái sức khỏe để cô tiếp tục phục hồi chức năng ha. Dạ. Chùa Hầu nó cũng mập lắm, trời ơi, tay chân như trái sim, như cái bắp chuối vậy đó, có phải vậy đâu. Mấp rụp á hả? À giờ sống tàn tệ vậy không? Bây giờ cô có tuổi rồi mà. Bởi vậy. 60 rồi mà còn gì nữa. Chào mai mốt rồi cô đi đứng được, con lên nhìn cô không ra sao? Đâu có biết. Dạ, thôi bây giờ con xin phép nha. À, dạ. Xin phép. Thì Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để giúp cho cô bạn có được cái số tiền để cô có điều kiện đi tiếp tục chữa trị. Thì cũng xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nha.